Chào mọi người, trong video này mình sẽ nói về mô hình nến Nhật. Thì nến Nhật có hai phần là thân nến và bóng nến. Thân nến là cái ô vuông vuông này nè, ô bự bự vuông vuông. Còn bóng nến là hai râu trên và râu dưới. Thì mô hình nến Nhật gồm có hai loại là nến xanh. Nến xanh là giá tăng, biểu thị cho giá tăng. Còn nến đỏ là biểu thị cho giá giảm. Nếu là nến xanh giá tăng thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Có nghĩa là giá mở cửa là nằm dưới này, giá đóng cửa thì nó cao hơn giá mở cửa là nằm trên này. Còn giá cao nhất là cái đỉnh của râu trên, còn giá thấp nhất là đỉnh của râu dưới. Còn nếu là mô hình nến đỏ giá giảm thì cái giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Có nghĩa là giá mở cửa nó nằm ở trên này thì giá đóng cửa nó nằm ở dưới, nó nhỏ hơn cái giá mở cửa. Giá đóng cửa nằm dưới này, giá thấp nhất là cái râu ở dưới, còn giá cao nhất là cái râu ở trên. Thì đây là cái cấu trúc của mô hình nến Nhật. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trên TradingView nè. Đây, mình lên TradingView. Ví dụ mình vô cái đồng coin là GMT. Đây nè, nến đỏ nè, giá giảm nè. Thì giá mở cửa nằm trên này, giá đóng cửa là nằm dưới này, giá giảm thì nó màu đỏ. Đây, tương tự. Đây, giá mở cửa nè, giá đóng cửa nè. Thì những cái nến đỏ thì nó đi xuống nè, màu đỏ đi xuống nè. Còn giá tăng á, thì cái nến màu xanh, biểu thị là nến màu xanh thì đi lên nè. Đây màu xanh nè, mở cửa đây, đóng cửa đây đi lên. Mở cửa đây, đóng cửa lên. Đó, màu xanh nè, đi lên nè, giá đi lên. Thì dưới đây là 0.64 nè, lên đây là 0.66 nè. Còn này giá giảm nè, màu đỏ. Dụ đây là 0.66, xuống đây là 0.64 nè. Thì trong video này mình đã nói về cấu trúc của từng cây nến Nhật. Hy vọng video giúp ích nhiều cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.